Bạn hãy xin ở trọ tại một ngôi nhà bất kỳ tại tỉnh lộ 879, huyện Chợ Gạo, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bạn không được phép nói đang tham gia chương trình lữ khách 24 giờ để xin tá túc lại. Bây giờ bạn hãy xin ở trọ tại một ngôi nhà bất kỳ nằm trên quốc lộ 50, tỉnh Tiền Giang. Bây giờ tụi mình đi tìm nhà. Wow, đi vô căn nhà này đi. Căn nhà này vẫn thấy có một vườn trái cây mận rất là nhiều. Mình đi nghe. Dạ thưa chú. Chú ơi, cho con vô được không ạ? Dạ. Chú cho con ngồi nghe. Chú ngồi đây với con đi. Được rồi, giờ con vào đây nha. Dạ. Chú, à cho con xin giới thiệu. Con là Phi Thanh Vân. Chú có thể cho con tham quan khu vườn nhà mình không? Tại vì con thấy khu vườn nhà mình trái cây rất là nhiều. Dạ. Con cảm ơn chú. Ở đây có một vườn trái cây rất là ngon. Chú ơi, cho con mấy giấy mận được không chú? Dạ, con cảm ơn chú. Chú ơi, cho con nguyên cành nha chú. Đây. Quá to. Áo áo. Ok. Con cảm ơn chú, con đi nha. Dạ. Con cảm ơn chú. Chỉ lo xin mận mà chẳng mang kiếm chỗ ngủ lại, cô gái lại lên đường. Hello con ơi, có ba má ở nhà không con? Cho cô gặp ba tí xíu đi. Ok con trai, con mở cửa cho con nghe. Ngôi nhà này chỉ có hai em bé thôi, không có người lớn. Xin chào ông ạ. Dạ ông ơi, con tại vì con ở thành phố xuống á, nên là con tính xin ông cho con ngủ trọ ở đây một đêm được không? Có chỗ ngủ. So về độ tự tin và mạnh dạn thì Minh Huy có phần kém hơn cô chị đồng hành. Anh chàng cần thêm một chút sự sinh lực cho việc thuyết phục gia chủ. Dạ, con chào cô. Dạ, con đang đi du lịch bụi ở mấy cái tỉnh miền Tây nè cô. Nhưng mà con tính xin cô là ngủ trọ một đêm ở đây cô. Cô chú là làm nghề gì? Máy đồ. Cô làm máy đồ. Dạ. Máy đồ anh bé. Mấy cái này là mình may máy đó hả? Cô bán luôn hay là cô bỏ mối cho người ta? Bán, mình bán luôn. Mình bán cũng rẻ chứ không có mất. Dạ. Anh tên gì? Dạ con tên Minh Huy ạ. À, Minh Huy. Dạ. Nghe Minh Huy. Dạ. Cảm ơn bạn ghé nhà Hoàng. Dạ, con cảm ơn chú. Chú Hoàng. Rồi. Dạ cô tên gì? Cô Hoa. Dạ cô Hoa. Chú Hoàng, cô Hoa. Thoải mái lắm, không có gì đâu. Dạ. Nhưng mà giờ đi tiếp đi, đi dạ. Cho nó vui vẻ. Tới có gì con qua chơi. Rồi. Nếu mà ai gần nè tao qua chơi. Dạ dạ. Qua bên đây nè, đi thẳng qua. Dạ dạ. Vậy là phải đi tiếp. Không sao, người dân vùng đất Tiền Giang vốn rất hiếu khách. Nhưng ở trọ lại một ngôi nhà bất kỳ nào cũng là một cái duyên dành cho cả hai nghệ sĩ. Dạ em chào chị. Dạ em là Phi Thanh Vân, xin lỗi chị tên gì ạ? Dạ, đây là nhà của má em. Dạ, nhà của má. Dạ, con chào má. Dạ thưa má, con là diễn viên Phi Thanh Vân. Nhìn biết rồi đó. Dạ con cảm ơn má. Nhà mình trồng mấy cây cảnh đẹp quá chừng. Dạ. Xin ngồi ai? Dạ ngồi ăn tối hả? Dạ con là Phi Thanh Vân. Dạ cho con ngồi nhà mình con chơi chút xíu nha. Hai con tên gì vậy? Tên Toàn. Toàn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 3 tuổi. Còn con tên gì vậy? Anh Dương. Anh
giờ cho cô ra ghế ngồi nghe. Dạ. Dạ. Con xin phép má cho con ngồi đây. Má cho ngủ lại qua đêm đi má. Lấy giờ con đi mà muỗi nó cắn con banh xét luôn má ơi. Bề bộn lắm. Má mắc cho con hỏi cái phòng này con ngủ đỡ được không? Không có nè, phòng khác ở phòng mẹ thờ đi ra tiếp thôi. Phòng thờ. Dạ phòng thờ không ở được rồi. Má ơi, bây giờ má cho con để con đi xuống dưới kia con xin coi có ai cho con tá túc không? Dạ có chỗ con chị. Có chỗ luôn hả má? Nè bên tay trái có cái nhà này. Dạ. Nhà nó dễ nhất á. Cái sau nhà có hai vợ chồng già con đi nước ngoài hết trơn rồi. Như vậy con xin phép con vô lấy ba lô nghe. Dạ. Bye bye con gái. Đi ha. Ừ, ok vậy nha. Hy vọng là con buồn lắm á, con khóc rồi đây nè. Con buồn lắm á. Ừ, thơm cô. Dạ cô ơi, con tính xin cô là cho con tá túc một đêm ở đây được không? Không có chờ nó nhà đâu, không biết đâu mà. Cảm ơn cô. Dạ con chào cô chú. Dạ tụi con đang đi du lịch bụi gần đây á, con tính xin cô chú cho con ở tá túc một đêm được không ạ? À, cái này chắc con có. Tại vì tụi em đi du lịch bụi ở dưới này á, tụi em tính xin nhà là cho tụi em ngủ nhờ một đêm. Dạ. 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 Tính xin cô là cho tụi con ở nhờ qua một đêm được không cô? Tại nhà cũng... Dạ. Lang thang khắp các nẻo đường, mỗi một ngôi nhà đã đi qua, mỗi một lời từ chối nhận được, dường như khiến nỗi lo lắng trong lòng Minh Huy càng tăng thêm. Cái đường vô nhà này có hai cái cây mà nó chỉ qua hai bên rất là rùng rợn. Vô trong khu đó thì rất là âm u mà Minh Huy cảm thấy rất là bất an, không dám vô. Chắc là mình qua đây quá, làm duyên lấy bình tĩnh. Hy vọng với viên sinh gương Dopamine, anh chàng sẽ tự tin hơn. Thử thách cuối cùng của con. Còn là Vân thì vẫn lại giữ được phong độ khi đứng bên ngoài giọng giặc xin. Ai đó trong phòng một đêm. Má ơi, có một đêm hả chứ không phải là 10 đêm đâu. Con không hỏi ở nhờ đó, con chỉ hỏi thăm má thôi. Hôm nay thì em có một lịch là sẽ vào trong này. Em chỉ vào để hỏi thăm mọi người thôi. Dạ. Em thấy hình như bên kia có một cái chùa phải không hả chị? Dạ, thưa cô ạ. Cô cho con lạy Phật một tí cô nhé. Trời đã bắt đầu sụp rồi. Và bây giờ mình chưa tìm được nhà. Nhưng mà hãy tin Vân đi, từ giờ tới tối kiểu gì cũng phải tìm được nhà, kể cả tới 12 giờ đêm. Sau lời tuyên bố, dù phải xin tới 12 giờ đêm cũng không bỏ cuộc. Sau lời từ chối tiếp theo, Vân lại rất phấn khởi. Che kín phương trời. Người em tôi đi lang thang, đi hoài và đi hoài. Cô có thể vui lòng cho con ngủ trọ lại một đêm nữa không cô? Đâu phải nhà có bà già bệnh nặng lắm, cô có mẹ ở nhà không chút? Cô ơi, cô có thể sắp xếp cô cho tụi con ngủ nhờ được một đêm không cô? Bây giờ hỏi chút xíu cái nhà cái gì, hỏi nhà nó coi. Nếu như chừng một tiếng, hai tiếng đó cô thấy con tò tò gì đây là cô biết con tìm không được căn nào, con lại xin căn cô. Dù là không được ngồi ngủ trọ lại nhà cô, nhưng mà đây là một món quà của chương trình, con xin gửi tặng cô. Dạ, thưa cô con đi. Dạ. Tính xin là cô chú cho tụi con ở nhà một đêm được không ạ? Tụi con ngủ chợ ở đây qua một đêm được không? Không được. Ở chợ qua đây một đêm. Dạ, cho tụi con ở chợ một đêm được không? Xin cô là cho tụi con ở chợ qua đêm được không cô? Đâu được, nhà con ngủ đi xuống dưới đây có nhà trọ như này nè. Vẫn chưa có lời đồng ý nào, Minh Huy đã bắt đầu tỏ ra mệt mỏi và có phần nản chí.
Trong bộ dạng thất thểu của Huy lúc này, giờ mới khiến người khác dễ mùi lòng vào cho ở lại. Dạ, con chào bà. Dạ, anh chào chị. Hôm nay em có chơi một chương trình truyền hình thực tế. Mà trong chương trình đó thì mình sẽ phải có một cái thử thách cuối cùng là em sẽ phải xin ngủ lại ở một ngôi nhà. Bữa tối hôm nay thì em sẽ xin ngủ lại ở một ngôi nhà. Không biết nhà mình có tiện cho em xin ngủ lại một đêm không? Tối rồi thôi cho ngủ tạm đêm đêm. Dạ xin lỗi, anh tên gì ạ? Anh là Nam Thiên. Dạ, dạ. Em là Phi Thanh Vân, anh Nam Thiên. Dạ. Rất cảm ơn anh nhiều. Trời ơi, buồn quá. Trời ơi, gì mà buồn, cái gì mà buồn? Em không có tìm được nhà nào ở hết trơn, ai cũng từ chối hết trơn. Trời ơi, chết rồi em ơi, trời khuya đêm lạnh em ơi. Chị là chị đã tìm được nhà rồi. Trời ơi, sao tội nghiệp em quá vậy mà bây giờ em đang lạc ở đâu? Trời, bây giờ em không biết ở đâu nữa đây, ở đâu cũng tới thôi hết gần. Bây giờ em đi tìm một cái chùa nào đó đi, em vô em thắp nhang giống như chị đó, thì em sẽ được may mắn giống như chị. Thôi nhưng mà giờ chị coi cái nhà đó mà có cái bàn thờ, chị thắp cây nhang chị xin giùm em luôn đi cũng được. Ok em yêu, ok em yêu. Rồi vậy nha, bảo trọng, bye bye, see you again. Ngay sau đó, Vân được chủ nhà chia sẻ quan điểm của mình. Coi như là ba đời làm cách mạng lận, sẵn sàng coi như là giúp đỡ. Không phải là bây giờ là riêng cái chương trình của đài truyền hình, nhưng mà tất cả cái mọi cái chuyện gì thì mình cũng phải sẵn sàng giúp đỡ. Chú cho đi bộ đội bao lâu rồi chú? Đi bộ đội cũng hai mấy năm à. Ba con cũng đi. Ba con đi kháng chiến chống Pháp, xong rồi đi kháng chiến chống Mỹ. Ba con về người ba con thẻo trơn luôn á. Nhưng mà hơi nhiều cái đó quý. Lâu lâu cái mỗi lần mà nhà cũng có mấy cô mấy chú tới chơi nè, kể chuyện cách mạng, kể chuyện ngày xưa. Một đời oai hùng chú ha. Một đời oai hùng. Vân thì đã rất yên chí cho buổi tối này. Còn anh chàng này thì chị ơi, tụi em ở thành phố xuống mà bây giờ tối rồi, tụi em không có tìm được chỗ nào ở. Em muốn xin chị với cô cho ở nhờ một đêm được không ạ? Em được quá em. Mà bên đây thì đầy người rồi, còn bên đây em không biết em ở được không, tại vì dạ. Chị dọn đồ gọn cho em ở. Dạ được, chị không sao. Em nằm góc nào cũng được hết. Dạ được không cô? Dạ con cảm ơn. Huy xin chúng vô nhà cô ba. Gia đình hơn chục năm nay chuyên sửa quần áo cho khách. Cô ba năm nay mấy tuổi rồi cô? Wow, dễ mà 60 rồi mà nãy cô ba khinh cái máy may một mình luôn. Khỏe quá trời. Chữ gì vậy? Chữ này chữ gì vậy? Có lẽ cách nhanh chóng để xích lại gần với từng thành viên trong nhà là tiếp cận từ người nhỏ tuổi nhất đây. Chữ đó đâu vậy? Wow, khó quá. Điều thú vị mà Minh Huy xin ở trọ trong gia đình cô ba đó chính là sợi dây tình cảm giữa cô ba và chị Duyên, con gái của cô. Dễ nhận thấy cả hai người phụ nữ trong gia đình nhỏ này luôn tận tụy, đồng hành cùng nhau trong mọi công việc. Ngôi nhà trông đơn sơ là vậy, nhưng bên trong nó lại chất chứa rất nhiều tình yêu của những người mẹ dành cho con mình. Hạnh phúc thật đơn giản. Em cảm ơn gia đình anh chị. Anh chị Năm. Anh chị Năm đã đồng ý cho em ở lại ngày hôm nay. Em mời anh. Thay mặt gia đình cũng mời dân dùng bữa cơm thiệt tịnh gia đình ha. Gia đình chú Hòa, cô Hòa chủ yếu sống bằng nghề nông. Chính cái nghiệp gắn liền với những thửa ruộng, cây lúa dường như cũng hình thành nên một gia đình vô cùng mộc mạc, chân chất và hiếu khách. Như chú Hòa đã chia sẻ, chỉ cần giúp đỡ được ai, chú luôn sẵn lòng. Niềm vui nằm ngay chính khi ta biết cho đi và yêu thương những người xung quanh mình. Phi Thanh Vân hôm nay đã có một buổi tối vô cùng nhẹ nhàng, bình dị và ấm áp trong ngôi nhà nhỏ này. Hồi nãy chị tưởng em là Tây, cái chị nói chị tính là chuẩn bị mấy câu hỏi là câu trả lời tiếng Anh đó. Dạ. Tại vì chị tức lắm, chị nghe người ta nói mà chị trả lời được mà chị không biết nghe hiểu mà không biết trả lời làm sao. Cái chị nói rồi gặp ông Tây thì giờ nghe người ta nói mà không biết. Chị hồi trước là làm xí nghiệp cũng may luôn.
phận. Có nghĩa là bộ phim nó cũng giống như con người, nó cũng có những cái số phận. Ví dụ có những bộ phim rất là nổi, nhưng mà có những bộ phim đóng xong thì khán giả họ không để ý tới. Đóng phim truyền hình vui nhưng mà cực lắm á. Thế nên cực cực hơn cái chương trình truyền hình thực tế như vậy rất là nhiều. 3-4 tháng dòng giã như vậy, nắng mưa ở ngoài đường vậy đó. Đôi khi ví dụ như là về quay mệt quá là đi vô nhà dân đó, chị cho em xin em ngồi nghỉ nghỉ. Không phải là người hướng ngoại như Vân, nhưng dạ, Minh Huy lại là người luôn biết lắng nghe. Cha mất thằng Duyên mới 2 tuổi rưỡi. À, không. Thì cô ba ở vậy, cô ba không dạ, có nghĩ là mình ở vậy mà cũng không có nghĩ tới là có chồng nữa hay không. Không dạ. Cứ nghĩ là cứ nuôi con mình cho nó ăn học thành tài. Mà Duyên lớn lên rồi. Dạ. Duyên lớn học thành tài thì là cô ba bị bệnh. Dạ. Nhồi máu cơ tim. Dạ. Đang học đại học rồi. Dạ. Thì đi học thì xong rồi tới lập gia đình thì ở nhà luôn với cô ba là làm cái việc này. Thường đó là người ta là nghề may, may quần, may áo. Cô ba thì lại là sửa. Tức là nó là một cái rất là mới và lạ lẫm, thì cơ duyên nào mà đưa cô ba đến cái vùng đất này và phát triển cái nghề sửa đồ. Lúc đó là cô ba ở trên nhà cô ba chung với cha mẹ. Dạ. Cô ba có cái tiệm mai ở trên đó. Dạ. Cái cô ba mới đi chơi xuống với người bạn là ở trong cái xã này nè. Dạ. Mình tự mình quan sát, mình thấy mình đi hết cái xã Đào Thạnh này mà sao mình không thấy cái tiệm sửa đồ nào hết trơn. Dạ. Thôi mình đi dời cái tiệm của mình xuống đây đi. Dạ. Cái sau xuống ba tính làm, không có nghĩ là làm mà nó đắt như bây giờ. Dạ. Sau tự nhiên làm người ta chiếu cố, người ta đem tới mình làm quá chừng em mình coi mà sống bằng cái nghề này. Dạ. Cái nghề mà sửa quần áo này con tặng cô xin gum dopamin, mời chị với cô ăn luôn xin gum. Dạ. Dạ. Cái này chị cô ba cũng thấy có quảng cáo trên truyền hình đó. Dạ đúng rồi. Bây giờ cũng khuya rồi, em xin phép anh chị cho em với lại các cháu đi ngủ. Rồi để anh chị cũng đi ngủ luôn để ngày mai còn dậy sớm làm việc. Lang thang xin trọ cả buổi chiều tối. Đến lúc này, hai nghệ sĩ đều đã thấm mệt. Chúc gia đình ngủ ngon. À, bé mèo giờ đi ngủ chung với chị luôn nè. Đúng. Buổi sáng của cô gái lắm chiêu này bắt đầu bằng việc phụ cô Hoa bán thịt. Rồi xong rồi, trời ơi miếng thịt. Chặt miếng thịt mà phải canh nó có đều không nữa nè. Rồi xong. Em nói chị về chị mua thịt này về á, chị đừng có nấu liền. Chị tin em, chị để đi. Chị để khoảng cỡ chừng 2 tiếng thôi. Nó sẽ thành 1 ký. Đó. Dạ nó nở ra chị. Em đùa mà đừng có tin em. Ôi 8.000 với thịt mà đưa 500.000. Sao thôi chị, trời ơi. Buổi sáng em mới bán được mấy món, em không có đủ tiền thôi. Chị ơi, chị mua gì đi chị ơi. Còn cái này là thịt xương heo. Bao nhiêu chị? 70. Thịt xương em 50. Không mua luôn hả? Minh Huy có một buổi sáng cũng rất thú vị. Cô ba nổi tiếng sửa đồ đẹp và khách hàng của cô là những người bình dân. Có người cô giảm giá phân nửa, cũng có người cô không lấy tiền. Họ mang trả lại cho cô bằng những thứ do chính họ kiếm được trong vườn nhà hay đi bán ghé ngang sang gửi cô. Khoai tây ta, ta gọi là giấy khoai á, là một chùm nó giống như rau lan vậy, như leo, nó leo lên ở dưới đất thì cái nó leo lên trên, nó cũng cổ một chùm là toàn là củ này nè, cũng có sụn lá rồi đó. Khi người ta mới lặt cái này ra, người ta cắt làm hai, người ta luộc cho nó mau chín. Nó mềm mềm, nó ướt ướt mà nó mới ăn khoai xong có sợ.
xô này là rất là ngọt mà có mè nè, có dừa nè và có đường nè. Ăn rất là ngon mà vị rất là hấp dẫn. Wow, trái gì vậy em? Bình bát. Ủa trái này là mình làm cái gì vậy cô ba? Trái đó hả? Thế anh con dạy để tới ngày mai á. Dạ. Chiều mai là nó chín rồi. Thế là con để tự nhiên vậy đó. Dạ. Xong rồi tức bắt cái vỏ nó ra. Dạ. Con làm nước đá. Wow. Nước đá được. Cái mùi nó thơm lắm. Thơm lắm, bình bát mà. Hôm nay, trông Vân thật dịu dàng và đảm đang. Một điểm cộng cho cô nàng. Ôi, lấy xui xui. Má, con mời má. Coi chừng nóng nha. À, là đang sửa dây kéo hả? Này đang nối lưng cho người ta. Chà, em mới có cái vỏ, vỏ mà hồi sáng đi nó bị hư cái dây kéo, mới chữa sửa được. À, đây chị coi sửa nha. Dạ. Wow. Đúng là với cái nhìn của người có nghề, chỉ ngó sơ một cái, chị Duyên đã có thể sửa được chiếc dây kéo khó chịu. Bóp này, bóp này. Bóp nhẹ thôi, mà phải canh cho đều. Hoặc là ở giữa cái okay. Án rồi, nếu như mà bóp mà nó vẫn còn hơn đó là tại vì cái dây kéo nó hơn. Giá mình sửa cái quần như là bao nhiêu? Em nới lưng ra hả? Em nới lưng hoặc bóp thì vô thì 5 ngàn à? Dạ. Quá rẻ luôn. Đóng cái nút quần là bao nhiêu chị? 5 ngàn cơ. Nắp khuôn nút không xét đó nha. Dạ. Đến lúc này, Phi Thanh Vân đã phải nói lời chia tay với gia đình. Cô gái có cách nói vô cùng tinh tế. Cùng là đi cách mạng mấy chục năm, chị thì là một người phụ nữ vô cùng đảm đang và rất là hiếu khách. Và tính tình rất là cởi mở, thì cái điều đó là điều mà em cảm thấy rất là quý. Đây là album Tâm Hồn Là Vĩnh Cửu, trong đó có những bài hát mà em yêu thích và có những cái đoạn phim rất là nhiều mà em đã từng đóng. Thì em hy vọng đây là một món quà mà em sẽ gửi tặng gia đình. Ngoại, cái này con gửi cho ngoại. Dạ. Để em xin phép em chào cả nhà em về. Rồi. Dạ. Khi dạ có con đi à, gì anh này ghét chơi nha. Dạ con chào ngoại. Dạ em chào anh. Rồi em chào chị. Con có tí quà này con đem từ Sài Gòn đó. Dạ. Đây. Dạ. Cô ba để ở trên bàn thờ hoặc là ở trong góc nhà đều được. Cô ba đốt lên, đốt lửa lên. Xong rồi cô ba đã lên đây nè. Cô ba chụp cái này lại. Đó. Là nó sẽ phát sáng ra mấy cái này. Rồi ở đây á, cô ba cho một miếng nước. Xong rồi cái này là cái tinh dầu thơm nè. Nhỏ vô đây một giọt. Một giọt thôi, còn như là nước. Cô ba đốt lên hồi là nó sẽ thơm nguyên nhà luôn. Hy vọng là đầu năm mới là gia đình cô ba sẽ có được những cái niềm vui mới và những cái thành công mới trong năm sau. Cảm ơn con, chúc cô ba những cái lời chúc rất là tốt đẹp. Trời ơi, tội nghiệp chưa. Hai chị em gần gũi nhau nhất, nấu nướng cái gì cũng ở với nhau, ngủ cũng ở với nhau. Bây giờ nó khóc mất rồi. Đến đi. Thôi, đừng mà. Có đĩa của chị mà lo gì buồn nhớ. Lấy đĩa ra coi, nha. Đến đây con. Ôi, em xin chào em đi. Ôi, ok em. Vào nhà đi. Hỏi chị.
chị Duyên á, chị không có cái gì chị Duyên tặng cho em hết. Cái tờ tiền này á là của cha cho chị, nay là cha mất lúc chị 2 tuổi rưỡi, nay là chị 29 tuổi, chị giữ nó, chị quý nó lắm. Tại chị không có cái gì giá trị để chị tặng cho em hết, là cái tấm lòng chị tặng cho em. Cái này là nó còn lớn hơn tuổi của em luôn, tờ tiền này. Trên con đường thành công á thì lúc nào cũng phải có trong trên. Yeah. Thất bại và thành công, nhưng mà bao giờ cũng thất bại đừng có nản lòng. Con cảm ơn cô với chị Duyên đã cho con tá túc một đêm. Làm sao quả cảm con chứ. Ba em. Ba bé Ngân. Những giọt nước mắt dành cho những vị lữ khách bất ngờ ghé tới vào đêm qua. Cuộc đời vốn dĩ là những cuộc gặp gỡ và chia tay. Biết là vậy, nhưng sao vẫn khiến khóe mắt cay cay. Ngày hôm nay cả Phi Thanh Vân và Minh Huy đã thực sự được sống trong tình yêu thương của những người dân mảnh đất Tiền Giang. Hy vọng ngày mai thật gần sẽ có dịp gặp lại những chân tình quá đỗi nồng nàn này. Hello chị. Hello em có bao nhiêu lá cờ? 3 lá. 3 lá? Chị cũng có đây 3 lá. Wow. Chúc mừng hai bạn đã nhận được huy hiệu lữ khách 24 giờ. Đây là lần đầu tiên Vân được chơi mà Vân sẽ được chơi thêm nhiều lần nữa. Có thể là 2-3 lần nữa chẳng hạn. Và biết đâu đó mình lại sẽ gặp những người chủ nhà, những người khách mà chúng ta vô tình gặp ở trên đường. Nhưng họ vô cùng dễ thương, vô cùng tình cảm và đầy lòng mến mộ tới chương trình. Hy vọng là chúng ta sẽ có những chương trình truyền hình thực tế như thế này nữa. Để Minh Huy cũng như chị Phi Thanh Vân và các nghệ sĩ khác có được những cái dịp mà trải nghiệm với cuộc sống đầy thú vị như thế này. Xin chào. Từ hồi tối tới giờ khi Phi Thanh Vân đến nhà đây là coi như là sống kể như một người em. Chung những công việc gì Phi Thanh Vân là coi như là cũng làm giúp đỡ phụ gia đình. Từ khi là coi như là dọn rửa quét nhà đồ này kia. Đến khi Phi Thanh Vân về thì mọi chuyện là Phi Thanh Vân là lo rất tốt. Lúc đó cô thấy không? Cô mừng á. Bây giờ cô thấy đến là cô nhìn qua cái diện mạo cô ba, thấy có cảm tình rồi cô ba cũng quýnh lên. Mặc dù cô nhà cô ba lúc đó là đang khách người ta đang vô, nhưng mà thái độ cô ba quýnh quán là mừng á. Mừng á.